Vietnamese word of the day. I'm here with Chào Chào Kim tiếng Anh. Chào, đây là cái gì? Cá nướng. Cá nướng, you mean grilled fish? Anything else? That's it. Okay, what are you? Đây là một cá nướng siêu to, khổng lồ mọi người ơi. Make sure you check out his page and follow for more.